Các bạn tham gia chương trình này góp nhận 20 ngàn tốc cần có ký hiệu là SGT nha các bạn. Đầu tiên bạn clip clip mô tả bấm nút ta. Rồi các bạn làm nhiệm vụ cha bấm nút ta. Ta. Sau khi các bạn được cấp cha xong rồi các bạn làm nhiệm vụ, các bạn join hai kênh channel nữa nè, rồi các bạn follow Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn retweet và pinboard tăng 5 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn like Facebook. Rồi các bạn like và chia sẻ pinboard là chia sẻ Facebook nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit json, rồi nó ra một cái địa chỉ, các bạn điền email vào các bạn. Rồi sau khi điền địa chỉ email xong nó ra một cái hình như vậy, các bạn điền username Tailwind của mình vào các bạn. Các bạn vào trang cá nhân copy username Tailwind. Rồi các bạn vào rồi các bạn gửi tiếp nó đường link Facebook của mình nha các bạn, đường link username Facebook của mình, profile của mình đó. Rồi các bạn bắt địa chỉ với NC20 wallet vô các bạn, ETH nha các bạn, rồi với chút wallet MetaMask nha các bạn. Rồi rồi các bạn bấm nút ta thì các bạn bấm vào nút Balance, các bạn sẽ nhận được 20 ngàn token SGT và link ghép để chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Chuyện này ghép kết thúc, nó sẽ phân phối cho các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.